Tại thị trường Hà Nội, do nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu sử dụng lại tăng đột biến, nên các loại rau như rau cải, rau ngót, rau muống, bầu, bí đều đồng loạt tăng giá. Theo các tiểu thương, những ngày qua nắng nóng gay gắt khiến rau bị héo hoặc chết, đó cũng là lý do khiến giá rau tăng. Em ơi, những cái loại rau mát trong mùa hè là đều tăng 30% trở lên. Ví dụ như là rau cải xanh cũng tăng này, rau muống cũng tăng này, nhất là cái loại rau đay và mùng tơi tăng nhiều nhất. Mùng tơi đấy, bây giờ thì mình phải mua với giá là khoảng là 3.000 một mớ mình mua vào. Còn đâu cái cải ngọt thì trước đây thì giá thì chỉ có là 8.000 một cân, bây giờ mình phải mua với giá là 10.000 một cân rồi. Không chỉ là mặt hàng thực phẩm, các loại đồ gia dụng cũng đang hút khách, từ những thứ nhỏ nhặt như khay làm đá, phích đá, đến những đồ đắt tiền như quạt hơi nước, điều hòa nhiệt độ. Phích đá nè, khay đá nhựa nè, những cái đồ đựng thực phẩm nè, những cái bình nước học sinh nè, đó là những đồ đó sẽ bán nhanh và bán nó tăng lên khoảng 30% trong cái ngày so với nhà thường. Theo những người bán hàng, năm nay kinh tế khó khăn, hàng hóa ế ẩm, nhưng 3 ngày trở lại đây thì lượng khách mua tăng trung bình từ 50 đến 70%, đặc biệt là với các loại đồ gia dụng đắt tiền. Cùng với đó, giá cả cũng tăng nhẹ từ 5 đến 10%. Vì vậy, cơn mưa chiều tối nay không chỉ góp phần hạ nhiệt bầu không khí mà còn giúp hạ nhiệt thị trường.